Vâng, shop ca xin chào bác nhá. Thì hôm nay shop sẽ thanh lý bốn con động cơ này. Đấy, các bác về bác dùng để chế bơm hay là chế xe đạp điện hay là chế động cơ để chạy cho cái máy quay vịt ấy hay là cái gì đấy thì là chạy rất ok. Bộ này đều là bốn con vòng tua cao nhá. Vòng cua tốc độ cao, chế bơm nước thì ok luôn này. Em cũng chế đấy nhưng mà dạo gần đây không thời gian để em thanh lý. Đây là hai con này, hai con động cơ không chuyển than nhá. Hai con động cơ không chổi than 18V 650W. Con động cơ này là lấy từ máy cắt cỏ. Đó, dòng máy cắt cỏ. Đây 3 dây đây, 3 dây pha đây. Đấy, rất trời nặng, con này khoảng 2 cân. Còn đây là hai con này, hai con 12V 250W. Hàng mới tinh nhá, em mua về nhưng mà không dùng. Đấy. Cái này em để lâu rồi nên là cái vỏ nó bị cũ đi thôi. Đâu còn con này chưa đấu điện gì luôn. Đấy. Đây. Mới cứng luôn, chưa đấu điện. Chưa dùng luôn. Đấy. Bốn con bao sống 100% nhá. Đấy, bác cho bác yên tâm. Đấy thì hôm nay em thanh lý tất luôn bốn con này. Ở giá 1,4 triệu bao ship. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy cả bốn con thì alo cho em. Đấy, hoặc là mua lẻ thì mà em còn thì em cũng alo em sẽ để lại cho. Đó, nhưng mà ưu tiên các bác lấy hết nhá. Đấy, đây hàng này. Vẫn mới cứng luôn. Các bác nào lấy về dùng thì tuyệt vời luôn này. Mới cứng. Thanh lý giá rẻ cho bác. Đây. Đó, cái bác nào nhu cầu thì alo cho em. Đấy. Em sẽ để số điện thoại ở cái góc bên trái màn hình. Đó, vâng, thì em cảm ơn các bác nhá, theo dõi cái video em giới thiệu để thanh lý cái lô này. Vâng, shop ca xin chào bác, chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, shop ca xin chào các bác.